Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 19 tháng 8 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cách đây 78 năm, ngày 19 tháng 8 năm 1945 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi. Từ đây đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 là thắng lợi của tinh thần yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Và trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Cách mạng tháng 8 trong ký ức của những nhân chứng lịch sử. Đổi thay ở Tân Lập, nơi may cờ khởi nghĩa. Điểm sáng ở Công an xã Đức Hợp, huyện Kim Động. Chuyên đề bảo vệ và nâng cao thương hiệu nhãn lồng Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, vào đúng ngày này của 78 năm về trước, ngày 19 tháng 8 năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công được đánh dấu bằng hình ảnh toàn thể nhân dân tiến về quảng trường nhà hát lớn, meeting biểu tình và cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi ở Hà Nội. Tại tỉnh Hưng Yên, từ ngày 14 đến ngày 21 tháng 8 năm 1945, cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền thắng lợi lần lượt tại các địa phương. Ngày 22 tháng 8 năm 1945, hàng vạn người tiến vào tỉnh lỵ biểu tình, meeting giành chính quyền. Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Hưng Yên được thành lập. 78 năm trôi qua, những nhân chứng lịch sử đến nay đều đã bước sang tuổi xưa nay hiếm. Song cứ vào mỗi độ mùa thu tháng 8, ký ức về những ngày tháng hào hùng sục sôi giành chính quyền ở Hưng Yên lại ùa về vẹn nguyên trong tâm trí họ. Sau khi chúng tôi đi khởi nghĩa bắt huyện giao về thì là chặt những cây to ngả ra đường để chặn đường xe của Nhật, vận động nhân dân đi meeting biểu tình. Đầu tiên thì là meeting ở An Xá cướp chính quyền của huyện, thì bắt được tay huyện giao thì cho vận động nhân dân meeting ở sân vận động thị xã Hưng Yên. Ngày 19 tháng 8 thì thành lập chính quyền lâm thời, khóa kho thóc cho nhân dân. Anh nên rủ nhau từng tốt một đi trên đường, vô vang khẩu hiệu, cái mạng nó thành công. Lúc bây giờ tôi thấy chung là tự hào quá. Tôi không biết là sao mà tôi cảm thấy người nó cứ đi lên như là bay bổng ấy. Cách mạng tháng 8 thành công là mốc son lịch sử, dẫn đến sự kiện trọng đại của cả dân tộc, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Đến nay, tinh thần cách mạng tháng 8 vẫn mãi tỏa sáng, là nguồn sức mạnh cổ vũ, động viên thế hệ trẻ, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp hơn. Một người trẻ và cũng chưa từng trải qua cái giai đoạn đó, thế nhưng mà một phần nào đó em có thể cảm nhận được cái niềm tự hào của người dân Việt Nam và đặc biệt là người dân của Hưng Yên. Em cũng tự hứa sẽ cống hiến và phát triển những phong trào của đoàn tại địa phương cũng như là góp phần để xây dựng một thành phố văn minh và hiện đại. Cách đây 78 năm tại đình Thổ Cốc, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, nơi tổ chức may cờ Tổ quốc khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8 năm 1945. Để xứng đáng với truyền thống vẻ vang của quê hương cách mạng, Đảng bộ và nhân dân xã Tân Lập đã nỗ lực xây dựng quê hương ngày một đổi mới và phát triển. Thôn Thổ Cốc, xã Tân Lập, những năm trước cách mạng tháng 8 năm 1945, nằm trong khu an toàn của tỉnh. Nơi đây, người dân sớm đi theo cách mạng, phong trào Việt Minh phát triển mạnh, được xứ ủy Bắc Kỳ chọn là trụ sở giao thông của xứ, đồng thời là cơ sở hội họp của Ban Cán sự tỉnh. Ban Cán sự tỉnh đã họp tại Thổ Cốc và phát lệnh khởi nghĩa toàn tỉnh. Theo yêu cầu của Ban Cán sự tỉnh, đội Việt Minh thôn Thổ Cốc đã tập hợp được 24 máy khâu. Ban ngày giấu ở nhà dân, ban đêm lại mang gia đình làng may cờ, biểu ngữ, tuyên truyền đơn áp phích. Từ đây lan tỏa khắp toàn tỉnh phục vụ khởi nghĩa, nhân dân trong xã hào hùng tham gia cuộc biểu tình vũ trang để giành chính quyền. Cờ thì ở đây may là may vào đêm, ngày là phải giấu tất cả cờ và máy khâu đi. Sân kho trước đình là nơi tức là treo lá cờ
đầu tiên để đi giành chính quyền tỉnh Hưng Yên là rộng 24 m², nhân dân hào hùng khí thế, ai có xẻng thì dùng xẻng, ai có cuốc thì cuốc, ai có dao có liềm thì dùng dao liềm, và đến tập trung ở đây dùng băng cờ khẩu hiệu và tức là cờ để đi giành chính quyền tỉnh Hưng Yên. Chứng tích trụ sở làm việc của Ban Cán sự tỉnh hiện vẫn được người dân gìn giữ. Ngôi đình làng Thổ Cốc là di tích lịch sử văn hóa nơi tổ chức nhiều hoạt động cách mạng bị xuống cấp đang được địa phương xây dựng lại trên nền đất cũ. Trải qua tháng năm, Thổ Cốc hiện nay đã có nhiều thay đổi, diện mạo thôn xóm khang trang sạch đẹp, đời sống của nhân dân ngày một phát triển. Đến bây giờ so ngày xưa thì khác xa lắm, nhất là những năm gần đây thì sau khi mà nông thôn mới triển khai thì đường trường trạm là cảm thấy là rất là to đẹp. Phát huy truyền thống của vùng quê cách mạng, Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Tân Lập đã xây dựng quê hương phát triển toàn diện về mọi mặt, diện mạo của vùng quê nghèo năm xưa nay đã đổi thay, trở thành xã nông thôn mới vào năm 2017 và đạt đô thị loại 5 vào năm 2020. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2023, giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng đạt 126 tỷ đồng, thu ngân sách trên 16 tỷ đồng. Chúng tôi tập trung vào xây dựng các cơ sở vật chất như là trường học, nâng cấp các con đường giao thông nông thôn, để năm 2024 thì sẽ phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, và phấn đấu năm 2025 thì sẽ về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Mỗi năm vào dịp kỷ niệm Cách mạng tháng 8, người dân làng Thổ Cốc nói riêng và xã Tân Lập nói chung lại tự hào được sống trong vùng quê giàu truyền thống cách mạng, ra sức thi đua lao động học tập để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Thời gian qua, Công an xã Đức Hợp, huyện Kim Động đã triển khai thực hiện tốt các mặt công tác, tạo được sự chuyển biến rõ nét về an ninh trật tự tại địa phương và được đánh giá là đơn vị điển hình trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện đề án bố trí công an chính quy về xã, phóng sự thực hiện nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Công an Nhân dân Việt Nam. Trước đây, Đức Hợp là một xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự với hoạt động của các đối tượng hình sự ma túy. Đặc biệt, thôn Đức Phú nhiều năm liền có tình trạng đơn thư về đất đai kéo dài. Xác định tình hình ngay từ khi thực hiện đề án bố trí công an chính quy, đảm nhiệm các chức danh công an xã, cấp ủy chính quyền địa phương đã hết sức quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi. Do vậy, dù có những khó khăn nhưng lực lượng công an xã Đức Hợp phối hợp chặt chẽ với các ban ngành duy trì các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc như mô hình thôn tự quản về an ninh trật tự, xã lành mạnh không có tệ nạn ma túy. Trước kia ấy thì chúng tôi họp chi bộ ấy thì có khi như vậy cũng phải là mỗi cái buổi họp là cũng phải nói an ninh, tức là rồi là môi trường, rồi cái này cũng rất là nhiều, nhưng đến bây giờ hầu như là không phải tham gia. Tại thôn chúng tôi thì có một số vấn đề phức tạp liên quan đến việc nhân dân khiếu kiện về việc đất đai. Tuy nhiên khi anh em trở về thì có cùng đảng ủy rồi cấp ủy đoàn thể ở thôn đến tuyên truyền vận động bà con nhân dân, đến hiện tại ở tại thôn thì cũng không còn đơn thư khiếu kiện. Chúng tôi đặc biệt là tạo được mối quan hệ rất là thân thiết với người dân, từ đó người dân đã ủng hộ chúng tôi cung cấp thông tin, còn cái nội dung đưa qua đơn thư thì ít hơn. Là chúng tôi có các cái hòm thư tố giác tội phạm ở các thôn, các thôn nào cũng có, và chúng tôi có cái Zalo của công an xã, và tất cả người dân là đều biết để mà nắm được và thông tin qua cái nhóm Zalo của công an xã. Công tác triển khai thực hiện đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, qua triển khai công an xã Đức Hợp đã thu thập thông tin dân cư tại địa bàn và được đánh giá là một trong số đơn vị thực hiện tốt và đi đầu trong thực hiện chuyên đề này trên địa bàn huyện Kim Động. Với đặc thù của địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, trong khi lực lượng còn mỏng nhưng cách làm chuyên nghiệp, hiệu quả và sự quyết tâm cao của lực lượng công an xã đã tạo sự chuyển biến rõ nét về an ninh trật tự tại địa phương. Các anh ấy về thì niềm tin của dân là đều hào hứng và ủng hộ các anh ấy hết. Thì tất cả mọi cái là các anh ấy đều đứng ra các anh ấy giúp đỡ. Sau khi công an chính quy về địa phương, đảng ủy ban hành ngay cái nghị quyết về đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn, và công an chính quy vào cuộc một cách rất tích cực và chuyển biến rõ rệt. Và cái quan trọng nhất
là công an chính quy phát hiện được các vụ việc từ sớm từ xa để ngăn chặn kịp thời. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành đoàn thể và công an xã đã góp phần hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác này đã góp phần thúc đẩy nhanh tiến trình hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. Vừa qua, một số báo, tạp chí điện tử và mạng xã hội thông tin về nhãn tại Hưng Yên giá thấp, thậm chí chỉ có từ 4 đến 5 nghìn đồng một kg. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, trong chương trình thời sự tối qua, chúng tôi đã có đề cập chi tiết, trong đó cho thấy giá nhãn tại một số nhà vườn và các chợ của thành phố Hưng Yên vẫn dao động từ khoảng 25 nghìn đồng tới hơn 50 nghìn đồng một kg. Ngay cả một số vùng trồng nhãn cho năng suất cao như tại Khói Châu hay nhãn để làm nong cũng không có giá thấp như các báo hay tạp chí phản ánh. Nằm trong thủ phủ của giống nhãn Miền Thiết với tổng diện tích khoảng 250 ha trồng nhãn, ông Hà ở thôn An Cảnh Thượng, xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu có hơn một mẫu nhãn Miền Thiết với sản lượng hơn 3 tấn, thường xuất đi các tỉnh Thái Nguyên, Hải Dương. Sản lượng nhãn năm nay thấp do mất mùa, bên cạnh đó nhãn Miền Thiết chỉ nằm ở tầm trung so với các giống nhãn đặc sản của Hưng Yên, tuy nhiên giá nhãn vẫn không thay đổi so với những năm trước. Như năm ngoái thì nó cũng cứ loanh quanh ở cái phạm vi nhãn bán quà là từ 8 đến 10 nghìn. Thì năm nay thì nó thực ra nó đắt hơn một chút. Thì năm nay hiện tại như bây giờ nó cứ 9 đến 10 nghìn. Ông Ứng ở thôn Đống Lương, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động với 20 năm làm long nhãn. Sản lượng long năm nay của gia đình khoảng 4 tấn long. Ông thường nhập nhãn tại các huyện lân cận như Phù Cử, Tiên Lữ để làm long. Việc nhập những giống nhãn giá thành rẻ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ phần nào có lợi cho giá long bán ra. Tuy nhiên, giá ông nhập cũng không có loại nhãn nào giá dưới 7.000 đồng một kg. Nhà tôi thì giờ tôi đang nhập hiện hành bây giờ là Hương Chi, Miền Thiết và Siêu Ngọt. Giá thành của loại Miền Thiết là giá 7.000, còn giá mà Hương Chi là 8.000 trở lên. Cái nhãn Siêu Ngọt thì từ 10.000 trở lên. Tìm hiểu thêm tại một số chợ trên địa bàn huyện Khoái Châu cũng như trên tuyến đường nối hai cao tốc Hà Nội Hải Phòng, giá từng loại nhãn đến tay người tiêu dùng không hề có giá thấp như các báo đưa tin. Nhãn Siêu Ngọt đấy thì là tại vườn là chị bán 25, còn nếu ra đây thì chị bán lẻ là 30.000, còn nếu mà nhãn Miền Thiết ấy bán ở nhà là nghĩa bán buôn là từ 8 đến 10.000. Nhãn Miền Thiết thì tôi bán được 15.000 một cân, đấy là bán lẻ ra. Còn nhãn Siêu Ngọt thì được 35.000 một cân. Nhãn Sớm Hòa Lễ là giống nhãn được tuyển chọn từ trong dân gian. Cách đây 3 ngày chúng tôi đang bán là giá là 40 đến 50.000 đồng một kg. Là một trong hợp tác xã xuất khẩu đầu tiên của tỉnh được sang châu Âu. Hiện nay cắt mấy ngày nay thì giá bán là 30 đến 35.000 một cân. Thì khách đã đặt là vườn gần như là đến đâu khách đã hết đến đấy. Như vậy có thể khẳng định giá nhãn Hưng Yên tùy từng loại nhãn sẽ có giá khác nhau. Đối với nhãn đặc sản làm quà vẫn có giá dao động từ 25 đến 50.000 đồng một kg như nhãn Hương Chi. Giá các loại nhãn đường phèn, cùi cổ T6 giá còn hơn, thậm chí đến 100.000 đồng một kg. Nhãn làm long như Miền Thiết vẫn có giá từ 7.000 đến 10.000 đồng một kg. Vì các báo tạp chí đưa tin về nhãn Hương Yên có giá bán thấp là thiếu thông tin và không đúng sự thật, ảnh hưởng tới uy tín chất lượng cũng như thương hiệu của nhãn lồng Hưng Yên, cũng như ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các nhà vườn, gây thiệt hại đến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Để làm rõ hơn việc nâng cao chất lượng, thương hiệu và tiêu thụ nhãn Hưng Yên tới thời điểm này, chúng tôi thực hiện chuyên đề phát triển thương hiệu nhãn Hưng Yên và mời đến trường quay ông Bùi Xuân Sử, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nhãn Lồng Nễ Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên. Xin ông Bùi Xuân Sử cho biết, hiện nay tại vụ nhãn này thì chất lượng và sản lượng nhãn tại Hợp tác xã Nhãn Lồng Nễ Châu nói riêng và nhãn tại xã Hồng Nam nói chung, sản lượng và chất lượng ra sao ạ? Nhìn chung thì vụ nhãn 2023 này thì sản lượng nhãn của Hợp tác xã thì đang dao động từ 100 đến 150 tấn. Từ đầu vụ giờ đã được rất nhiều, đón rất nhiều đoàn khách tới thực tế trải nghiệm cho trên các nhà vườn cũng như là tự tay thu hái để cảm nhận những cái chất lượng nhãn của Hưng Yên chúng ta nó sẽ có khác biệt với cả cái nhãn người khác hay không.
Thì đến giờ phút này thì cái việc tiêu thụ của hợp tác xã nhãn cũng như là địa bàn xã Hồng Lam thì thật sự là nó rất là tốt. Nó rất là tốt và được chín đến đâu là khách hàng thu mua tới đó, thậm chí còn phải đặt trước thì mới có chất lượng ngon hơn. Những năm qua thì dù được mùa hay là mất mùa, 100% sản lượng nhãn của Hưng Yên đều được tiêu thụ trên địa bàn một cách thuận lợi. Tuy nhiên vừa qua thì một số báo, một số tạp chí điện tử và mạng xã hội thì có thông tin về cái tình trạng giá nhãn của Hưng Yên nó xuống mức thấp như vậy. Thì ông đánh giá như thế nào về những thông tin này, và tại hợp tác xã nhãn lồng Lễ Châu của ông thì có tình trạng này hay không? Tôi khẳng định rằng cái thông tin đó nó không đúng sự thật. Vì cái dao động nhãn từ đầu vụ đến bây giờ thì hợp xã tôi đang nó làm ở cái giá là từ 25.000 cho đến 50.000 đồng trên kg. Đấy là nhãn Hưng Chi. Nhãn cùi, nhãn ngon của giống các cụ ngày xưa để lại thì nó đang dao động từ 80 cho đến 100, thậm chí 120.000 trên 1 kg. Còn cái nhãn mà để làm long ấy thì ở địa bàn thành phố Hưng Yên này thì nó đang dao động thấp nhất là từ giá 10.000 cho đến 13.000 đồng trên 1 kg. Đấy là giá thấp nhất của giá làm long. Vâng. Thế nên thực tế cái giá nhãn mà 4.000 đến 5.000 đồng trên 1 gram như là các báo trang mạng phản ánh thì tôi nghĩ hoàn toàn không thực tế. Thực tế tôi cũng cho rằng là việc bán nhãn với giá 4 đến 5.000 đồng 1 kg nó khá là phi lý. Bởi vì cái chi phí thực tế để người công cái người bẻ nhãn đó thì cũng khá là cao. Ông đánh giá như thế nào về cái giá nhãn này? Bây giờ thì mình cũng làm thử một phép tính thôi. Vâng. Để mọi người có thể là tham khảo xem như thế là cái giá nhãn mà hợp lý không? Hợp lý không? Ví dụ bây giờ cái ngày công bây giờ mà để chi phí cho một ngày công đi thu hái nhãn ấy, thì đã rộng từ 450 đến 500.000 trên một công, đúng không? Mà một công đấy thì bây giờ nếu mà một người làm từ A đến Z, từ bẻ cho nhặt cho đến đóng vào hộp xốp hay đóng vào túi bóng thì nó chỉ được khoảng một tạ. Một tạ đấy là lấy là phấn đấu nhá. Thế thì một tạ đấy mà bây giờ mà 500.000 mà bán nhãn được 400.000 thì hỏi rằng là cái câu chuyện ấy nó có thực tế không thì mọi người cũng có thể là so sánh được luôn. Và chúng ta cũng có thể nhận ra ngay. Đúng rồi. Sự phi lý ở đấy, đấy nó phi lý đấy. Trong một số vườn nhãn thì chúng ta hiểu là sẽ có cây nhãn cho quả ngon, có những giống nhãn ngon. Với những giống nhãn ngon thì sẽ có giá trị cao, đó là điều đương nhiên. Vậy những cái giống nhãn chưa ngon và những cái quả mà chất lượng nó không cao thì sẽ được tiêu thụ như thế nào? Trên một vườn cũng như một hợp xã hoặc là một vùng thì đương nhiên là nó sẽ có cái cây chất lượng tốt và cây chất lượng nó không tốt, chưa số bạc, nó chưa bằng. Thế nhưng là cái tiền lọc của đấy thôi. Ví dụ cây nhãn mà chất lượng tốt thì mình sẽ cung ứng ra ngoài thị trường cho khách hàng để làm quà biếu hoặc là những cái siêu thị để là cái kênh phân phối lẻ cho các hộ gia đình ở các thủ đô Hà Nội. Vâng. Thì cái giá nhãn nó rất là cao. Còn cái giá nhãn mà nó kém chất lượng một chút thì chúng tôi là sẽ có hướng xử lý. Thứ nhất là sẽ đưa ra những cái chợ đầu mối để bán lẻ cho các hộ gia đình hoặc là những cái công nhân mà có thu nhập thấp. Thế nhưng là mặc dù những cái nhãn như vậy thì cũng dao động như năm nay cũng là từ 10.000 cho đến 15.000 đồng trên 1 kg. Đấy cái nhãn kém. Như các thông tin một số báo hoặc là tạp chí đưa là nhãn 4 đến 5.000 đồng. Thì ông nhận định thực tế là có nhãn đấy hay không? Và nếu có thì là loại nhãn gì? Tôi khẳng định rằng là trên địa bàn thành phố Hưng Yên này, nhãn Hưng Yên này thì không có giá nhãn từ 4.000 đến 5.000 đồng trên 1 kg đó. Còn nếu mà nó có hai cái vấn đề xảy ra. Một là cái trang mạng xã hội đó người ta đưa ra có đúng sự thật hay là không. Vâng. Cái đấy nhất. Còn nếu mà có đúng sự thật chăng nữa thì nó lại là cái nhãn ở các vùng, các nơi mang về. Vâng. Vì các nơi mang về thì thứ nhất là chất lượng nó không thể sánh được với cả cái nhãn ở Hưng Yên rồi. Thứ nhất là chất đất, thứ hai thổ nhưỡng, không lâu sánh được bằng. Vâng. Họ đưa các cái nhãn ở nơi khác về thì chất lượng nó kém. Thứ hai là bà con dân là gần như bỏ hoang cái vườn nhãn. Có quả thu không có quả thì thôi. Thì người ta không quan tâm về cái chuyện là giá cả vì cái chất lượng người ta đã kém rồi. Nếu có chính xác thì tôi khẳng định đấy là không phải nhãn ở Hưng Yên. Vâng. Vâng. Tức là họ đưa một số cái hộ trồng hoặc là những cái nhãn riêng lẻ nhưng họ đánh đồng cho toàn bộ tỉnh Hưng Yên, đúng không ạ? Đúng rồi đấy. Vâng, trên tay tôi đó là một chùm nhãn Hưng Yên và xin ông Bùi Xuân Sử sẽ cho biết chi tiết đó là nhãn Hưng Yên, chùm nhãn trên tay tôi này là giống nhãn gì, giá đầu vụ bao nhiêu, giá hiện tại bao nhiêu. Trên cái chùm nhãn này thì bây giờ nó là giống nhãn Hưng Chi. Vâng. Là được dòng phổ biến ở trên đất Hưng Yên ta. Thế thì cái giá nhãn mà làm theo quy trình Việt Gáp ấy thì nó đang dao động là nếu mà nhãn này mà nhãn sớm thì chúng tôi đang thu mua lại của các thành viên trong hợp xã đấy, trách nhiệm phải thu mua lại đấy. Vâng. Thì nó đang dao động từ 45 đến 5.000 một kg.
Còn giá nhãn chính vụ bây giờ là đang từ 20 cho đến 25.000 trên 1 kg. Của cái nhãn này. Còn nếu mà giá cái nhãn làm theo quy trình hữu cơ thì nó đang có cái giá là từ 45 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Tức là với giá Việt Gáp thì nó đang thu mua tại vườn hiện tại giá từ khoảng 20 đến 25.000 một kg. Đó là với giá nhãn Việt Gáp. Còn theo tiêu chuẩn nhãn hữu cơ, chúng ta trồng theo phương thức hữu cơ thì nó sẽ khoảng từ 40 đến 45.000 đồng một kg. Thực tế cho thấy thì những báo mạng đưa tin nhãn Hưng Yên giá thấp hoặc là không bán được thì cũng không nhiều căn cứ hoặc không đáng tin cậy, khi mà họ chỉ đưa ra những câu chuyện của những nhân vật không cụ thể, không rõ tên, không rõ địa chỉ chi tiết. Ví dụ như chỉ là bà A ở huyện B, chị C ở là một tiểu thương ở chợ D nào đó ở khu vực Hà Nội. Đó là những cái thông tin về các hộ riêng lẻ và không điển hình, đánh đồng cho thực trạng tiêu thụ nhãn lồng của Hưng Yên hiện nay. Và đây là những thông tin chưa đầy đủ, chưa chính xác, gây ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất, kinh doanh và thương hiệu nhãn Hưng Yên. Và hy vọng qua chuyên đề này sẽ giúp quý vị khán giả có những thông tin khách quan và chính xác hơn về thực trạng sản xuất, tiêu thụ nhãn tại Hưng Yên ở thời điểm này. Và một lần nữa xin cảm ơn ông Bùi Xuân Sử đã nhận lời tham gia chương trình và có những chia sẻ rất là chi tiết về tình trạng tiêu thụ nhãn tại Hưng Yên như hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp.